Đấy, đúng rồi. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cái phần ta sẽ phải làm khi công nhận giống. Anh em lưu ý khi đây là một bài như là ta đi vào công nhận giống này. Mời, xin mời số báo danh 01 vào sân. Khi ta dắt chó vào này, tiến đến trước mặt giám khảo, ta quay ngang ra số dáng vuông góc với hướng giám khảo để cho giám khảo nhìn đánh giá con chó. Rồi tiếp theo giám khảo kiểm tra răng. Cái răng cửa tốt tốt cái răng cửa, cái nguyên tắc là khi vạch kiểm tra răng là con chó phải ngậm khít hàm. Đó, tức là giám khảo phải nhìn được cái độ cắt kéo của hàm răng. Đó, ok. Sau đó đến kiểm tra răng tiền hàm. Ok, bên kia. Tức là giám khảo phải nhìn thấy được răng tiền hàm. Rồi, sau đó đến việc kiểm tra lưỡi. Rồi, sờ người. Sau đó giám khảo sẽ sờ người kiểm tra. Thì ta phải giữ cổ chó để cho chó không phản ứng khi giám khảo sờ. Anh em nhớ cái lúc này là nhiều con chó nó phản ứng. Đó, sau đó giám khảo sờ cà, kiểm tra cà là kiểm tra đuôi. Đó. Sau đó yêu cầu giám khảo yêu cầu chạy thẳng lên và chạy quay lại. Ta dắt chó chạy theo đường thẳng lên, sau đó quay lại thẳng về hướng giám khảo để giám khảo nhìn chân trước và chân sau khi con chó nó di chuyển. Dừng lại phía mặt trước giám khảo để giám khảo kiểm tra về vấn đề thần kinh con chó. Hướng dẫn chạy vòng tròn đi em. Sau đó giám khảo sẽ yêu cầu chạy một vòng quanh sân ring. Ta chạy một vòng xong về sâu dáng. Em ơi, lấy thước đo. Rút thước ra đo trước, rút ra trước xong rồi. Sau đó đi vào cầm cái thước dơ ra chứ đừng dơ đằng sau như thế, nó như cái roi là con chó nó sợ. Sau đó giám khảo vào đo chiều cao của con chó. Em cứ đặt đo bình thường. Rồi. Chúng ta giữ cho chó cho giám khảo kiểm tra chiều cao. Rồi ok, tượng trưng thôi em. Rồi, đó. Đo chiều ngang, đo từ vai á, xuống đến cái xương hông đuôi kìa. Rồi, đây là chọn một phần giám khảo kiểm tra bài thi. Sau đây tôi có thể làm lại để cho anh em có thể nhìn thấy. Rồi.
8 1 5 2. Ấn tốt đi, ấn đỏ. Em đo thẳng vào vai, đừng đi vào đằng sau, thế là con chó nó giật mình. Cái tượng trưng thôi. Không cần phải xong tiếp. Xong được rồi, anh sẽ dịch. Tức là sẽ cho thấy cái tay nó con chó, nó có những con chó nó phản ứng. Em cứ chờ. Không nhất thiết là vì nó là một chó cái. Em có thể lưng, cứ lưng nó lên được. Rồi chạy lên nha. Rồi. Từ từ để cho anh đi qua. Ấn tạm dừng đi em. Okay.